Logo Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày đầu xuân năm mới năm 2020. Logo Thanh Luân chúng tôi đang có mặt tại gia đình một khách hàng đến từ thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hôm nay Thanh Luân có bàn giao gia đình nhà anh chị một bộ nội thất phòng khách và bộ nội thất phòng ăn. Trên hình quý khách đang thấy đây là bộ nội thất phòng khách gồm có bộ bàn ghế Louis bằng gỗ gõ đỏ, bộ đại gồm có 10 món hàng siêu VIP được Thành Luân chúng tôi hoàn thiện và lắp đặt kê đúng vào không gian vị trí phòng khách của gia đình. Thì lúc này đây chúng tôi là tạm kê theo yêu cầu của gia đình về cái mẫu này, và sau này gia đình sẽ kê lại một cái cách khác, bởi vì hôm nay là đầu xuân năm mới thì anh chị có đi chúc Tết, chúng tôi có bàn giao và đặt tạm cho gia đình thôi, sau đó là gia đình sẽ kê lại. Và đây là bộ bàn ghế Louis mẫu hoa lan tây gỗ gõ đỏ hàng siêu VIP. Đây là bộ đại gồm có 10 món được chúng tôi kê và lắp đặt vào vị trí theo yêu cầu của gia đình tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đầu xuân năm mới, Logo Thanh Luân xin kính chúc toàn thể quý hàng một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Phòng khách của gia đình rất chi là đẹp và rất chi là phù hợp với bộ nội thất trên. Bộ nội thất trên được chúng tôi là đúc chạm thủ công một tay 100%. Ngoài mẫu này ra, chúng tôi vẫn còn rất nhiều các bộ sản phẩm trên đang được trưng bày tại cơ sở 1 và cơ sở 2 của Logo Thanh Luân. Và tiếp theo, chúng ta cùng đi vào không gian vị trí phòng ăn của gia đình. Đây, một bộ bàn ghế mẫu hoa lan tây Louis. Đây là mẫu mới gồm 18 ghế một bàn, và bàn là bàn tròn mâm xoay. Bộ sản phẩm trên được làm một chất liệu gỗ cẩm lai, gỗ cẩm lai của Nam Phi, cũng được Thành Luân tôi kê và lắp đặt vào đúng không gian vị trí của gia đình, rất đẹp và rất đỉnh cao. Đấy, quý khách có nhu cầu về các sản phẩm trên vui lòng liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại trên màn hình góc phải trên cùng màn hình: 0967110389 hoặc 0972770888. Tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước của loại gỗ. Và quý khách đừng quên đăng ký kênh của Logo Thanh Luân để liên tục nhận được thông báo mới nhất về các sản phẩm chúng tôi cập nhật hàng ngày, và cũng đừng quên đóng góp những ý kiến của quý khách hàng bằng cách bình luận comment dưới video clip này. Chúng tôi sẽ luôn luôn lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của quý khách hàng để hoàn thiện mình và đưa ra nhiều mẫu mã đặc sắc hơn để phục vụ quý khách hàng. Và ngày hôm nay là đầu xuân năm mới 2020, chúng tôi xin kính chúc quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý, và không gian nội thất phòng khách và phòng bếp của gia đình nó quá đẹp và quá đỉnh cao, cực kỳ đẳng cấp và đỉnh cao. Ngoài các sản phẩm quý khách đang thấy chúng tôi bàn giao cho gia đình những khách hàng ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc ra, thì quý khách khi về với cơ sở 1 của Đồ Gỗ Thanh Luân chúng tôi là đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, thì chúng tôi có bạt ngàn, có rất nhiều các cái bộ sản phẩm như quý khách đang thấy đây còn đang để mộc để khách hàng đến mục sở thị kiểm tra phần mộc, sau đó chúng tôi mới hoàn thiện. Đây là bộ bàn ghế ăn mẫu hoa lan tây Louis, gồm 8 ghế và 1 bàn tròn mâm xoay, rất đẳng cấp và đỉnh cao. Và các hình ảnh chúng tôi chụp tại cơ sở của Đồ Gỗ Thanh Luân, không gian nó rộng hơn, chụp nét hơn và quay nó cũng sẽ được chi tiết hơn, thì quý khách vui lòng vào cái phần mô tả của dưới video clip này, chúng tôi để các đường link sản phẩm quay chi tiết hơn. Mỗi một sản phẩm chúng tôi quay bằng một cái video clip khác, chúng tôi để ở phía dưới phần mô tả của video clip này, và mọi người hãy kéo xuống và click vào để xem chi tiết hơn. Vâng, thay mặt Đồ Gỗ Thanh Luân xin chân thành cảm ơn khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Và quý khách đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi để liên tục nhận được thông báo mới nhất về các sản phẩm chúng tôi cập nhật hàng ngày. Thay mặt Đồ Gỗ Thanh Luân xin trân trọng cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.